5 năm xa nhà rồi bất ngờ trở về, chàng trai nhờ bạn thân đưa giúp vali đồ đạc vào nhà, còn bản thân giả làm khách hàng mua lăn khử mùi. Dạ. Nó gửi đồ gì đấy? Cháu cũng không biết nữa. Quà rồi. Sao gửi về hẳn vali vậy? Hả? Đấy. Sao lại gửi hẳn vali? Quà đấy. Quà đấy. Quà đấy. Chắc là vali tiền rồi. Mày đi không? Mình ở ai like mày đi? Dạ, chị cháu. À, bảo vào đây. Thôi, ý rồi. Nó nấu cơm nước thì cho mỗi mình ạ? À? Không, nhà tao còn bà thằng Minh đang làm chả. À, dạ, dạ. Chả. Ừ. Minh nó về bảo thôi cuộn cái chả, sáng nay mua đi thịt về thắp hương thế là còn. Rán chả. Ừ. Khách ơi, mua gì đây? Sao về giờ này con? Về mà không báo gì cả. Tuy rằng Chen trở về nhà sau nhiều năm du học đã không còn quá xa lạ, nhưng lần nào người xem cũng phải rơi nước mắt. Cuối cùng thì sau 5 năm cách trở, người mẹ ấy cũng có thể ôm lấy con trai vào lòng. Đó có lẽ là niềm ao ước và mong đợi của mẹ bấy lâu nay. Mong rằng Tết này, những người con xa quê có thể trở về nhà đón một cái Tết ấm no cùng cha mẹ.